Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chào mọi người ạ, các bác. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 âm lịch. Chúc tất cả các bác, tất cả các tình yêu, tất cả những các bác đang xem kênh đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng một tháng mới hoan hỷ, bình an, phát tài phát lộc mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, tháng mới thì cũng không mong gì, chỉ mong chúng ta có một tháng, chúc các bác có một tháng mới gọi là thật là mạnh khỏe và bình an. Mọi việc đều là hanh thông và thành công. Đó. Thì vẫn là như mọi khi thôi. Tối ngày hôm nay em mình ngày đầu 1 đầu tháng thì vẫn lên một clip và chia sẻ với mọi người những cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ, và clip này cũng toàn hàng đẹp mọi người ạ. Đầu tháng thì lên hàng đẹp. Đầu tháng mới lên hàng đẹp cho anh em và giá mềm cho anh em chốt mọi người nhá. Tuyệt vời các bác nhá. Thì trước khi mọi người xem clip thì hãy nhớ ấn nút like. Mọi người xem clip ấn nút like của em, ủng hộ em mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ấn nút like. Và ai chưa đăng ký kênh thì ấn nhớ ấn vào chữ đăng ký, để mỗi khi em ra clip thì các bác sẽ người được xem đầu tiên mọi người nhé. Nhưng mà trước tiên thì ấn một like ủng hộ em mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì thực sự mọi người là vừa rồi là thợ có đội thợ nhà có làm được hai pho, duy nhất có hai pho, duy nhất được hai pho thọ. Thì hôm qua đã quay chia sẻ mọi người một pho thọ bám rác, và hôm nay còn một pho nữa, pho này là hàng không có răng, hàng lõi tinh, cho bác nào thích hàng lõi mọi người nhé. Thực sự pho này cũng rất là đẹp, thật sự là rất là lâu rồi đó mọi người mới có được hai cái pho thọ mà em cảm thấy ưng ý. Pho hôm qua cũng rất tuyệt vời, và pho này thì to hơn pho hôm qua, to hơn anh em. Pho hôm qua là thấp, pho hôm qua chỉ đến tầm này thôi này, nhưng pho này thì cao hơn rất là nhiều, chắc phải cao hơn 20 phân. Tại hơn hơn phân gỗ mọi người nhé. Và pho này thì dành cho bác nào không thích hàng giác, không thích hàng bám giác, hàng này loại tinh 100%. Và pho này chắc chắn là sẽ đục kỹ hơn, bởi vì các bác nhìn sẽ có một chú hươu sao này, một chú hươu sao này, và có một tiểu đồng đang bê một quả đào nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Đó, đầy đủ phúc độc thọ luôn mọi người nhé. Đấy, tuyệt vời luôn. Pho này thì được cái là to hơn, dáng thì cũng mỗi, nói chung là mỗi phong một dáng. Phong qua thì nó có cái dáng bẹ vẹ, có cái bẹ to mà nó bám rác thì nó phê. Còn pho này thì do anh em nào không thích rác thì anh em chơi pho này lột trăm trăm đẹp lắm. Anh em nhìn cái chất vân, đây là hàng gốc này thì em lựa cho mọi người toàn gỗ đẹp. Đẹp, dày dặn mọi người, hàng dày mà nó không có mọng phôi, gỗ đẹp lắm. Để hàng chuẩn Hương Ta Gia Lai thì cái gỗ như thế này thì cái xứng đáng anh em chơi, và cái giá anh chia sẻ mọi người cũng rất là hợp lý mọi người nhé. Nó theo gỗ theo công thôi chứ cũng không có đắt cho anh em ạ. Không đắt cho anh em đâu, cũng thấy rất là to và giá cũng rất là mềm. Bữa hôm qua em đã bán 4.5 thì bữa lại to hơn nhé, gỗ lại nhiều hơn. Chiều cao của bức này là 89 mọi người ạ, cao 89. Chiều rộng là 38 phân. Rộng 39 phân. Và cái chiều sâu là cũng phải rơi vào tầm 35 phân. Cao là 89, rộng là 39 và sâu là 35 phân. Thì nói chung là nhìn trên điện thoại thì mọi người chúng ta chưa nhìn đến cái đường nét đúng không ạ? Nhưng mà trước tiên em mình vẫn muốn chia sẻ mọi người cái yếu tố đầu tiên để mua một tác phẩm về trưng bày là chúng ta phải nhìn tổng thể của tác phẩm, bố cục cũng như là dáng dấp. Đấy, anh em nhìn thấy ok chưa? Tất cả ok rồi thì chúng ta mới đi vào chất gỗ và đường nét mọi người nhé. Còn nếu cái tổng thể và cái dáng dấp cũng như cái bố cục của sản phẩm nó không được đẹp thì chất gỗ hay là chi tiết thì nó cũng chả nói lên được cái gì nữa. Tất nhiên là con đồ nó cũng vẫn được, nhưng mà cái giá trị nó sẽ không thể cao như con đồ tổng thể nó đẹp. Thì cái bức này nó có một cái hay là có cái bệ to nhá. Bệ này là thùng dạng bệ khủng rồi đấy, tất nhiên là không to cái bệ của phong qua, nhưng mà thực ra là cái bệ này cũng thuộc dạng bệ khủng rồi. Và thứ hai, con đồ lê gỗ rất là đều, chất gỗ thì không có mang lại, tuyệt vời luôn anh em. Đây, em sẽ đi vào cái chất gỗ. Chất Hương Ta Gia Lai của mình cho mọi người.
đây này, những cái phần sụn này, đây, anh em nhìn nó có những cái chùm sụn này đấy, vì hàng gốc mà em toàn được hàng gốc thôi, hàng gốc thì mọi người chơi nó bền lắm. Anh em chơi gỗ hương Gia Lai thì cố gắng tìm những cái vân nó xoắn như này anh em này, xoắn xít và nó đặc biệt như này, thì chia sẻ mọi người hàng như này thì về anh em chơi nó sẽ rất là bền, và thứ hai nó xứng đáng là những cục phô chất lượng đây. Còn những cái da gỗ như này cho anh em để anh em kiểm nghiệm này đấy, đây nó có những cái, đây là lu này, này lu giọt nước này, đây là cái tảng lu giọt nước này. Anh em để ý cái phần này là những phần chân lu giọt nước ấy. Nếu mình cắt, mình cắt gỗ theo cái chiều như này thì nó sẽ ra lu giọt nước rất là đẹp. Đây em có đục một chú hươu sao, ra đục thêm một con hươu này thì nó khá nhiều công nữa các bạn. Đây, có chú hươu sao nhá. Đấy, có tiểu hoa sao như này là ngoài một tiểu đồng, nó ôm một quả đào nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Bên này có một củ sâm, một củ sâm, đục một củ sâm rất đẹp. Đây cái da gỗ này, đây da gỗ này, cái này không phải là rác đâu mà cái da gỗ mọi người nhé. Cắt đục ăn đầu thì anh em nhìn là tuyệt vời rồi, chun rất nhiều luôn, đây chun này là một, là chun hết hồ lô này, hồ lô này nó tuyệt vời chưa các cụ, à, tuyệt vời chưa các bác, quá chất lượng đúng không ạ. Đấy bức này to ạ, bức này to ạ. Bây giờ em sẽ đi vào cái diện mặt của cụ nhá, anh em thẩm của em cái diện mặt. Thì em vẫn chia sẻ mọi người là cái diện mặt của cụ Thọ cho nó rất là quan trọng. Bên em thì em chỉ thích cái diện này thôi, nó rất là cân đối, nó không quá gọi là, mình có thể dùng một từ, nó không phải là quá xuất sắc, nhưng mà nó đẹp một cách rất là vừa vặn. Và em thấy cái mặt này nó nằm ở cái khoảng mà có nghĩa là ai cũng thích, chứ nhiều có những mặt mà có thể mình nói là nhiều người bảo đẹp nhưng mà một số anh em lại không thích đấy, còn mình sẽ nói đến mặt xấu. Cái này thì mình thật sự mọi người là những cái phần râu, phần mi này là tỉa rất là kỹ. Anh em phải nhìn đây này. Đây mọi người, chúng ta mua cụ Thọ thường là mọi người mua trên thị trường ấy, là cái phần toàn bộ cái râu này này, nó sẽ thành một cái mảng. Anh em hình dung thôi, nó sẽ thành một cái mảng, một cái mè râu ấy. Như kiểu người ta, cái râu của người diễn tuồng như nào ấy, thì cái râu của những thị trường người ta làm nó sẽ như thế. Như thế nó rất là xấu. Đây mọi người nhìn thấy em làm rất là kỹ càng, kỹ càng và tỉa râu nhá. Đấy, từng chòm hết như này. Đấy, ở đây nó đều sâu vào, đều hạ sâu vào để nó ra được rõ ràng. Đây là ria này, đây là râu ở cằm này, đây là râu cằm này, đây là râu quai nón này. Đấy, đây là mi này, nó rõ ràng rành mạch, đây từng chùm một này, em nhìn. Cái phần này mình nghĩ nó là đơn giản này thôi, nhưng mà làm sẽ cực kỳ mất công, chặt tỉa cực kỳ mất công mọi người nhé. Và thợ là phải có tay nghề, lành nghề thì mới làm và chia được chỏm đến như này. Đấy, chứ còn anh em mua trên thị trường là đảm bảo các bác luôn, nó chỉ có mè thôi, một mè thôi, chứ sẽ không bao giờ có thành chỏm như này đấy mọi người nhá. Đấy, bởi vì thợ này người ta làm rất là cầu kỳ. Đấy, và cái mặt đó cầu kỳ lắm. Đấy, phần râu riêng phần tỉa râu em xin cho mọi người nhá, một phần tỉa một cái râu và cái này này là mất một nửa ngày chỉ ăn mới tỉa cái này thôi, cực kỳ cầu kỳ luôn. Bức này rất là to đấy mọi người ạ, được cái bệ to, gỗ thì cũng dày, dày 35 phân cơ mà. Trên người cụ mọi người nhìn này, cũng rất là dày, hồ lô, hồ liếc các kiểu. Đằng sau vân cũng rất đẹp, dân đằng sau thì nó còn cả, em nghĩ là còn đẹp hơn cả đằng trước cơ. Các bạn, nó còn đẹp hơn cả đằng trước cơ này, em nhìn này. Cái này nó bị sức một chút, cái này xử lý đơn giản nhé, đây này, do quá trình vận chuyển thôi. Đây một chút nữa này, cái này thì em xử lý nhẹ cái này hết thôi. Anh em nhìn gỗ này rất là đẹp, ok chứ mọi người, ok chứ Hợp Vân này. Hàng này thì nó quá xuất sắc rồi đó, không không chê được, thực sự không chê được. Rồi bức này thì thực ra là đáng nghĩa bức này thì báo phải tầm khoảng hơn 5 triệu một chút mọi người, bởi vì công đục nhiều và gỗ cũng to. Sau cái bức này em còn lên một cái kỳ thảm cho mọi người nữa, để chia sẻ mọi người bức này em có lên một kỳ thảm nhé, thợ đang đóng rồi nhưng mà chưa xong, em cầm lấy trước xong rồi em sẽ lên kỳ thảm sau, em sẽ lên cho mọi người một cái kỳ thảm, bởi vì em thấy bức này rất là đẹp, em muốn lên một kỳ thảm nó vừa vừa thôi, kỳ vừa vừa mỏng mỏng thôi nhưng mà nó sẽ tôn cái con đồ lên rất là nhiều đấy, thì mình sẽ lên một kỳ thảm vừa tầm thôi, cái bức này rất là to nhưng con đồ lên rất đẹp đấy. Thì bức này em Minh xin giao lưu mọi người bức
cụ thọ chất lượng và tuyệt vời này. Giá ngày hôm nay cho mọi người là 4790, em tặng thêm cả kỳ cho mọi người nhé. Tuyệt vời loại giá hoặc mùng 1 cho mọi người, giá này mùng 1 đầu tháng. Và anh em nhanh tay chốt mọi người nhé, 4790 không ship mọi người nhé, mùng 1 đầu tháng giá quá tuyệt vời luôn nhé. Không, bình thường nhìn bức này to này không có giá bao đâu, và đục kỹ càng này còn tặng kỳ nữa, không có giá đấy đâu. 4790 như thế này, kỳ đã làm rồi, kỳ thợ đã đóng rồi nhưng mà chưa sơn kịp. Đó, để xin phép lên ngay xuống. Nặng lắm mấy mọi người, nhẹ đâu. Nguyên cốc quả. Ui giời, tuyệt vời luôn mọi người, lâu lắm. Hôm qua có một bức, hôm nay có một bức, cảm thấy nó tuyệt vời, lâu lắm. Thọ thực sự là trước làm rất là nhiều, nhưng bây giờ gỗ, mọi người hình dung nó bây giờ cái gỗ hương ấy, cái gỗ hương mà những cái đội buôn phôi về, người ta buôn về, nó không bao giờ nó không có những cái rễ, vì cái hàng này nó phải là những cái rễ hoặc những cái gốc nó dài dài. Bây giờ người ta không về những cái hàng mà nó thun thun, có đồ nó lợi, gỗ lợi để về làm đồ những cái pho thọ, mà bây giờ gỗ nó về toàn cái hàng cổ tròn tròn này, và hàng cổ thì cái gỗ nó không thể làm được những cái bức tượng đứng này, nó hiếm gỗ, và thứ hai là nó đắt, hàng cổ nó lặng, nó đắt. Tiếp theo chia sẻ mọi người một cái bức di lặc rất đẹp, bức này tuyệt vời đấy nhá, một bức di lặc tương ngồi gỗ quá chất lượng luôn, để em chụp lại về khá lặng luôn. Cái này là hàng này cũng là hàng tuyển chọn phôi đấy mọi người, rất là nặng luôn. Củ phôi này chia sẻ mọi người là em phải cắt đi rất là nhiều và gần đặc xịt, anh em đặc xịt luôn. Phôi như thế này bây giờ là kinh khủng khiếp rồi, có nghĩa là nó cũng không còn những củ phôi như thế này đâu, gỗ đặc xịt để cắt đi bao nhiêu phôi để lấy phần nặng. Ôi trời ơi, bây giờ cũng đẹp phải là 45 cân, đặc gỗ, gỗ đặc không nữa nhá. Em nhìn đằng sau gỗ này tuyệt vời luôn nhá, nó đã có một cái bộ chi nặng ngồi mà tuyệt vời. Cái dẻo của em đâu, em dạy lấy cái dẻo lau rồi mà cái dẻo này rất nhìn đằng sau này, gỗ này nặng cháy luôn, cháy gỗ luôn. Đợi chút, bác nào đang cần một con gì lặc nào có cái khuôn nó to to như này mà để ở cái đôn kẹp khoảng cái đôn nhà mình khoảng 50-60 đấy, thì anh em tìm con này, con này đúng chuẩn luôn, con này được cái chiều cao các bác, được cái chiều cao, gỗ thì sự mọi người xuất sắc, đằng sau gỗ không có một tí tì gì luôn, cái vân nó đẹp lắm, này được cái vân chắc, hàng mới đấy chứ, nhưng mà do sửa sơn nó bụi lắm mọi người, chỉ cần để tầm hoàn thiện trong để tầm 2-3 ngày thôi là cực kỳ bụi rồi. Người ta đánh giấy giáp liên tục ấy, thì cái bụi nó ra rất bụi mịn, nó ra nó bám vào đồ. Là bọn em thường là về cái này phải rửa những cái vỏ xong phút hôm qua này, phải rửa nó sạch. Bụi này thì xuất sắc mọi người, chất vân để em quay sát cho mọi người những cái vân đằng sau nhé, trước sau vân như một. Đây chuẩn hương Gia Lai thôi. Anh em vân nó đẹp thế này rồi mà. Đặc cổ mà. Cục phù chất lượng lắm các bác ạ. Vân Gia Lai, vân của mình bao giờ nó cũng phê các bạn, nhất là hàng gốc.
Vân mơ là nó rất là phê. 35.000 cân phôi thì một cái chum tiền, chum tiền của vàng 35.000 cân phôi thì anh em mình dùng là nó dã man như thế nào. 35.000 cân phôi thì cũng là bây giờ mà đục đi bét tận là nhà đấy rồi, bây giờ cũng còn nặng tầm 45 cân, đục bét tận là nhà rồi mọi người nhé. Cắt cạo lạo quạt viết cực kỳ nhiều để cho đẹp. Chưa cần mời các bác thượng nặng. Ui dồi, đẹp chưa anh em, phê không các bác, nhìn thích nhập cái dáng mà nó cái dáng khở vỡ được cái dáng với cái gỗ lục lạc đó. Cái gỗ cực kỳ lục lạc nên là mình vỡ được cái dáng tượng ngồi cực kỳ sướng luôn, nhìn nó thấy phê rồi. Bên dưới cái bao của cái gỗ, cái bao của toàn bộ cái bao là lu sụn hết anh em này, được chọn đoạn này toàn bộ lu sụn hết, người cụ nhìn này lục lạc chun và hoàn toàn là không có vết. Anh em thấy đây là những cái vân chỉ này, vân chỉ đen của gỗ cẩm này, trên mặt này là sụn hết, vân chỉ đen chun, ui ôi của gỗ không có vết. Cái này anh em bày này nó thực ra nhiều bác, nhiều anh em ấy nhìn một cái sản phẩm như này thì anh em nghĩ là nó đơn giản và dễ làm, công nhận nó đơn giản và dễ làm, nhưng mà anh em mình dùng nó khó nhất ở câu gì không ạ? Khó nhất đó là cái khâu chọn phôi, khó nhất là khâu chọn phôi. Bây giờ kiếm những cục phôi mà nó lạc như này, lạc cháy như này mà để hạ được một pho tượng nó nhìn này, trông đơn giản này thôi nhưng mà cực kỳ khó. Và em chắc chắn với mọi người là một bức tượng chúng ta đo kích thước, mình nghe kích thước mình không thấy nó to, nhưng mà khi về anh em đặt cái không gian nhà các bác, em đảm bảo mọi người nhìn nó to, bởi vì là nhìn người cụ đi lạc chỉ thấy cụ đi lạc thôi và gỗ lục lạc hết. Hàng này mới là cực kỳ khó làm đó, hàng này là cực kỳ khó làm. Anh em thi thoảng mới có một bức như này rất hiếm, và thi thoảng mới có một bức thôi chứ không phải hàng này có nhiều mọi người nhá. Thực ra hàng này nếu mà gỗ lục lạc như này mà làm được hạ được tượng to như này thì sướng lắm, anh em thích lắm và người chơi cũng rất là thích, bởi vì đây mới gọi là tượng di lạc, nhìn phát thấy cụ di lạc luôn, nhìn phát thấy cụ đi lạc luôn, nó không có quá nhiều cái gì lè xòe mà chúng ta cảm thấy rối mắt, và nó khoe hoàn toàn được cái chất gỗ, nó khoe được cái chất gỗ mọi người nhá. Trông cái này thôi nhưng gỗ phải cực kỳ đẹp thì mới dám làm những mẫu như này, chứ còn nếu mà gỗ lát đấy, gỗ lát gỗ xấu thì bố cũng là dám làm, bởi vì nên nó nộ lắm, nó nộ nhìn thấy hết đấy. Chia sẻ rõ ràng thế này anh em. Thực ra em mình làm ấy và tất cả những con đồ lên em đều phải chia sẻ rõ ràng với mọi người. Mà các bác xem kênh của em mình thì mọi người sẽ có cái nhìn nó cực kỳ là chuẩn chỉ về đồ gỗ, cũng như là cái cách chơi đồ và bài trí như thế nào và như thế nào là một con đồ đẹp đó. Chứ còn nhiều nơi người ta bán là chỉ đưa lên người ta bán khơi khơi thôi, người ta cứ bán khơi chứ người ta cũng chả phân tích cho mọi người như thế nào là đẹp, đường nét dáng gấp tổng thể như nào, chất gỗ là làm sao, như thế nào là khó làm, như thế nào là dễ làm. Đấy, như thế này thì cực kỳ dễ làm, quan trọng là cái thợ bắt được cái khó nhất thôi ạ. Cái khó nhất đó là cục phôi là một, thứ hai là cái ông thợ vỡ, ông phải bắt được cái dáng tượng làm sao nó khoe được phôi và khoe được tượng, giữ được nhiều đất, đấy là hai cái quan trọng. Còn khi vào cái chi tiết gọt, có nghĩa là vào đường gọt và đường tỉa thì nó dễ, đường gọt đường tỉa nó dễ bởi vì đơn giản này chúng ta sẽ không mất quá nhiều công và cầu kỳ vào cái nước gọt cũng như là nước tỉa, mọi người đúng chưa? Đấy, câu chuyện là như thế thôi. Nên là phân tích cái gì nó đúng là đúng, cái gì nó sai là sai, em mình muốn chia sẻ mọi người như thế thôi, chứ còn không phải là bảo là khó nhưng mà để bảo là nó mất nhiều công, không phải. Nó có cái khó đầu tiên là chọn phôi lục lạc, cái khó thứ hai là cái người thợ vỡ, người ta phải định hình được cái sản phẩm để nó ra được từ một cái hình thể tốt, cái tổng thể đẹp. Còn cái dễ nó là gì ạ? Dễ là mất ít cái tiền gọt đấy mọi người, cái khâu gọt và khâu tỉa đấy là sẽ mất ít đấy. Còn ví dụ như đục hoa lá thì tùng tèo thì nó sẽ mất rất nhiều cái công đoạn là tỉa và gọt, nó mất nhiều công đấy. Cái này thì mất ít công, thì những cái bức như này thì cái giá này hợp lý anh em ạ, giá là hợp lý. Còn nếu thì xin mọi người mà nó mất nhiều tỉa tiếc thì nó lại cao giá. Nhưng mà những bức đẹp như này ấy, mà được cái kích thước nó chiều cao nó cao này thì hiếm lắm. Thường thường hàng ngồi là cái kích thước chỉ tầm khoảng 40-50 thôi, 40-50, khoảng 40 là 40, khoảng 40-45 đó là hàng ngồi rồi. Những bức này là cái ngồi cao, cái không gian nhà bạn nào hợp lý mọi người phải cao 65 nhé, nó sẽ khó, những cái bức cao này là hiếm ấy, nhưng mà được cái giá đẹp lắm.
cái chiều rộng này 52 anh em ạ. Đồ đồng hôm nay đủ dày, cũng khá là dày luôn. Dày để anh em yên tâm là nó cực kỳ dày luôn ấy. Chiều dày lên 37 phân cơ. 37 phân nhá, đồ dày 37 phân. Một cái bức nó hội tụ đầy đủ những yếu tố đẹp, dày, đặc, vân vít. Đó, đục có hai trẻ đấy nhá, không đục nhiều trẻ. Mình giữ hết gỗ rồi, giữ hết gỗ rồi nên là không đục nhiều. Vừa phải như này là đẹp anh em ạ. Một chất vân thì thôi ôi đẹp lắm. Chất vân, chất gỗ thì nhiều lời những cái sản phẩm như này đi. Người ta bán lên cái giá nó rất là cao các bạn ạ, thực sự là rất là cao. Và anh em mình cũng phải bỏ số tiền rất là nhiều để mua được những bức như này. Với cái chất gỗ, chất vân nó đẹp như thế này. Đây vân chỉ của gỗ cẩm nha anh em nhé, không ảnh hưởng gì nhé. Đây nó mới tạo ra cái sản phẩm nó đẹp. Vì đây là gỗ tự nhiên, em chia sẻ mọi người gỗ tự nhiên. Chứ nếu mà ví dụ như mà nhiều lơi ấy, người ta làm chỗ này người ta sẽ vẽ vân vào. Người ta vẽ vân vào cũng được, cũng ok, không sao cả. Nhưng mà chia sẻ mọi người, em mình muốn đưa đến cho mọi người nó tự nhiên, em không vẽ. Và anh em về anh em chơi nó được bền bỉ với ra vẽ về đấy. Khi cái gỗ mình chơi nó xuống màu ấy, thì nó sẽ nổi cái chỗ vẽ lên thì đây nó đập ngay vào mặt chúng ta thì cái này nó sẽ rất là xấu anh em ạ. Thà chúng ta để nguyên này, khi về mọi người chơi một thời gian thì nó sẽ xuống màu đều đều và từ từ thì những cái này nó sẽ mờ đi, nó sẽ mờ đi và cái sản phẩm của bác nên sẽ cực kỳ tuyệt vời. Sản phẩm về nó sẽ cực kỳ chất lượng, được hay phê lắm mày em ạ. Bước này giao lưu mọi người giá rất êm nhé, vì cục phôi nó rất là đắt tiền đó. Cục phôi này em chia sẻ mọi người nó xích soát 3 triệu đến phôi rồi đấy, còn công cán lòng hoàng nữa thì bước này cả vỡ cả quạt linh tinh cả công thọ sơn si bước này mất 200, tiền sơn bước này 200 đến 250 khoảng đấy thôi, chứ không nhiều ông bảo tiền sơn bước này lên 500.000 là bố láo. Em nói thật mọi người, tiền sơn bước này chỉ dao động từ 200 đến 250, nếu mà sát thì 250, còn không thì 200, nó xem tầm 50, xu đi xu lại 50 đấy, nó chỉ tầm đấy tiền sơn thôi. Mấy hôm nọ em xem có một ông clip ông báo là ví dụ như bước này tính tiền sơn BU nó mất 500.000 bé tí, mà nó bé chắc bằng nửa bước này ông bảo đường sơn BU mất 500.000 thì mình nghe thấy nó điêu quá. Cái gì nó đúng thì thôi anh em ạ, nó nói nó điêu quá nhìn nó nghe hơi buồn cười đấy. 500.000 mà tiền sơn bước này là cũng chết đòn rồi đấy, còn những bước này em sơn chỉ có 200-250 thôi. Sơn nhiều mà mọi người, một tháng em sơn nó phải 60-70 triệu tiền sơn nếu là cao điểm, còn trung bình em sơn tầm khoảng 40 triệu tiền sơn. 40 triệu tiền sơn là một con số rất là nhiều đó anh em nhé. Em sơn nhiều nó được cái giá rất hữu nghị. Vân tự nhiên hết ạ. Bước này giao lưu mọi người giá rất mềm nha mọi người nhé, 5.8 không ship anh em nhé. Anh em nhanh tay thì xúc nhé, tuyệt vời. Lâu lắm mới có một cái bức di lặc mà mình cảm thấy nó đẹp mọi người ạ, nó đẹp và bày ở vị trí nào nó cũng dễ vào. Ok, em đi xuống, nó đẹp. Hàng ngày anh em không chơi thì thật sự mọi người là không còn hạng gì đâu, nói chung là quá đẹp rồi, chất lượng thì xuất sắc rồi. Các cụ ạ, nên về chơi đẹp lắm, chơi 5 cân đấy. Lũ nó đẹp mà, nó kinh khủng luôn. Thật sự là nhiều bác xem kênh của em Minh chỉ tiếc một điều là nhà không còn không gian, không còn không gian để bày. Chứ còn nếu mà thực ra là cái nhà các bác có không gian thì anh em mua nhiều lắm, mua cách khủng khiếp luôn cho mọi người, mua cách khủng khiếp luôn. Mà tiếc nhà chúng ta không có không gian. Ok, tiếp theo lên giới thiệu và chia sẻ với các bạn một tác phẩm này rất đẹp. Ở lý chính anh em là rất đẹp nhá. Chúng ta sẽ quay từ phía đằng sau lưng của sản phẩm trước. Đế gỗ này, đế gỗ cắt đi đặc xịt nhá. Ôi ôi trời ơi. Anh em nhìn này. Thực ra một cái sản phẩm này đây là phải dành cho anh em, thật sự là đam mê. Nhưng mà ai đam mê rồi ai mà chơi những cái tác phẩm độc lạ thì nhìn những cục phôi mà nó như thế này
không thể bỏ qua. Bức này không to đây, đây. Nó cũng vừa tầm anh em, đây vừa tầm, không to, bức này không to đấy. Em nói rõ luôn là không to nhé, chỉ tránh cái tình trạng là anh em, nhiều khi anh em mua đồ nhưng anh em không mừng tượng con đồ nào đâu, anh em cứ mua là mua thôi. Bởi vì như này là cái người bán hàng người ta sẽ ngồi cái phía đằng sau này, ngồi cái phía đằng sau này thì cái con đồ nó nhìn nó rất là to, và khi quay sát máy vào thì nhìn rất là to, nhưng thực ra anh em mua về nhiều khi chúng ta là dính quả là bé tí, mà tiền thì cọc rồi, chiều khi chuyển khoản hết rồi trả lại thì bị mang tiếng, mà nhận lại thì nhiều khi cũng hơi bực mình đấy. Nên là em phải nói rõ con đồ là một con đồ kích thước bình thường đấy, anh em nhìn đây không phải là đồ to nhé, không phải đồ to, bởi vì thực ra là cục phôi ôm đá này nó không, đây là một cái rễ ôm đá, nó không có to đâu. Phôi ôm đá to thì nó là hàng khác, ở đây là mua phôi này là mua phôi ôm đá, và cục phôi vừa vừa đâu, vừa vừa tầm này hay đấy. Và nếu anh em nào mắt tinh thì anh nhìn thấy đây là một tác phẩm gì, đây là một cụ tế say. Tuyệt vời. Và hàng này hàng có một cái quạt ở sau lưng này nữa, có một cái quạt ở đây như này này, một cái quạt này như này, nhưng mà đang bị thất lạc cái quạt đi, một cái quạt cắm ở sau lưng này như này nữa, nhưng mà đang thất lạc quạt là không biết ở đâu. Cái này một người như một cái chõ đồng không, đây là để sông trầm, thì cái trầm nó quái chảy ở đây này, chảy cái miệng này, cái hồ lô chảy xuống đấy. Thì cái này anh em có thể để phòng trà nhé. Cụ tế năm nay em ít làm cụ tế, thì chia sẻ mọi người em rất ít làm cụ tế. Còn thực ra nếu mà các bác năm ngoái hoặc những năm về trước phong trào chơi tế mạnh, em nói mọi người một tháng em phải làm tầm 50 cụ tế, 50 cụ tế một tháng em phải làm 50 đến 60 cụ tế em bán. Còn bây giờ thì đầu năm thì em làm chỉ đếm nhỏ giọt đầu ngón tay. Anh em giờ ít người chơi tế, chơi cụ tế ít thì. Nhưng mà thực ra một trong những cái mẫu tượng mà chơi rất là thích và cái ý nghĩa nó rất là hay, đó là cụ tế. Hay hơn rất là nhiều những cái sản phẩm khác em mọi người nhé. Ý nghĩa cực kỳ tốt và cực kỳ hay. Cụ tế là gì? Là một người theo đạo, một đệ tử của Phật, nhưng là một người rất tiêu diêu, dùng một từ là tiêu diêu và tự tại, không lo lắng với bất cứ sự đời, không màng công danh danh vọng, không màng đến cả những cái quần áo mặc trên người đều rách dưới, đôi dép cũ cũng không cần đi đấy, và lúc nào cũng là một người say sưa vui vẻ, nhìn thấy là thấy vui. Người ta có cái câu là tu tâm không tu miệng, người theo đạo nhưng mà uống rượu và ăn thịt chó. Thì thực ra là nó sẽ có nhiều ý kiến và trái chiều khác nhau. Một số anh em về bảo ôi mua cụ tế về thì chắc là say sưa tối ngày thì chả làm ăn được cái mẹ gì, suốt ngày say sưa rồi thì làm ăn được cái gì. Chứ một số anh em bảo mua cụ về để nhìn cụ và suy ngẫm và học hỏi được những cái đức tính tốt của cụ, học hỏi được những cái hay của cụ để áp dụng vào bản thân mình, đúng không ạ? Đấy, thì là chúng ta nhìn, nói chung là chỉ là thú chơi thôi. Cái gì hay thì mình học, còn cái gì dở thì mình bỏ, đúng không ạ? Chứ không phải mua một sản phẩm về mà nó vận vào cuộc đời mọi người được thì thực sự nó hơi vô lý quá, đó. Nhưng mà cụ tế có nhiều cái ý nghĩa rất là sâu xa và thực sự là rất là hay. Anh em chúng ta phải học và cũng như là áp dụng vào cuộc sống rất là nhiều và cho nó tốt hơn thôi. Đấy. Thì bức này gỗ thì hoàn toàn là niền và 100% là không có lỗi vết, bởi vì cũng gỗ đặc phê ấy, anh em ạ. Nhìn ra thấy thực ra những cái bức như này sông trầm như này ấy, nếu các bác vào cửa hàng cửa hiệu hoặc lên showroom giúp trước ấy, thì em chia sẻ bức này không bao giá dưới tầm khoảng 5 triệu, không bao dưới 5 triệu đâu, thậm chí là chỗ nào bán phải bán 3 triệu con nạc cũng đã thuộc. Nhiều người bảo ô mua được rẻ đấy vì phối chất mà, nhưng mà em mình đưa đến cho mọi người cái giá thì các bác mua phát mua được ngay, đảm bảo mọi người thích ngay. Cái này cao là 47 mọi người nhá, cao 47, chiều rộng là 26 và độ dày của gỗ là 21, độ dày gỗ 21. Đây, một tay này tì đá này, một tay này tì vào đá luôn. Đây cầm bát này, đây cầm hồ lô này, chân này, còn cái quạt sau lưng nữa. Chất gỗ thì riêng hàng này thì thôi anh em không cần bàn về chất rồi, bởi vì ôm đá như này thì nó là cục phôi quá đỉnh rồi. Cái này bày phòng trà nhá, anh em có không gian thưởng trà thì múc cụ về chơi nhá, lụng luôn. Giá cực kỳ yêu thương và mềm mại cho một anh em duy nhất ngày hôm nay. Cục phôi này thì sẽ mọi người là 1,5 triệu, bởi em mua phôi thì phôi đắt lắm, không rẻ đâu nhá, nhưng mà cố gắng
và chia sẻ đến mọi người những cái sản phẩm độc lạ đẹp và phê 2.379.000 một bức duy nhất, lâu lắm rồi có sông Trầm nha anh em nhé. Hàng ngày thì giá đấy thì anh em nên xúc ngay đi, xúc luôn ạ, xúc luôn công đủ thì cho mọi người là 1.500.000 tiền công ạ. Cả bữa cả ngọt cả sơn si nặng lắm, cục đá này thì cục đá đã chết đòn này, đá tự nhiên nhá, đá tự nhiên các bác nhá, nhiều anh em nghĩ rằng chặt đá vào nó chết đòn em này. Chụp bài luôn 2379 là một cái con số nó rất là cân đối và hài hòa anh em ạ. Chứ còn kỳ thực là bình thường thì anh em đi mua ở đâu cũng không có giá dưới tầm khoảng 3 đồng đâu. Ok, em còn hai cái sản phẩm này. Cái này thì em nên là đầu tháng vừa bán kỷ niệm mọi người nhá. Thì anh em mà nhanh tay nhất và chắc chắn là anh em sẽ không bao giờ phải suy nghĩ đâu. Một con heo gỗ cọc bạc xịt 100%. Vân thì nó toàn sụn chun chớp thôi. Và đây nó xước một chút này. Anh em nhìn nhỉ. Xước một chút. Thì cái này thì mai em sẽ xử lý lại cho mọi người. Đây vân này, để xước này. Vân kinh không? Cầm chỉ anh em nhé. Con này thì đặc xịt này thì em mọi người củ gỗ này em mua chắc chắn là không bao giờ dưới 500.000 này. Không 500 dưới 500.000 củ gỗ ở đâu phải đặc này. Đặc này. Và hôm nay em bán kỷ niệm cho mọi anh em nhanh tay duy nhất ngày hôm nay. Vừa bán vừa kỷ niệm. Và anh em mà tuổi heo thì múc ngay còn kịp nha. 790k không ship, anh em nhanh tay xúc. Em cứ gọi là gỗ và sơn 500.000, còn 290.000 là tiền công đó. Chắc chắn là không đủ đâu, nhưng mà thôi. Kỷ niệm một anh em bởi hàng này là hàng cũ. Đó, bán cho hết mọi người nha. Và cam kết là liền khối. Cái này là em sẽ sửa lại. Đây này, gỗ đó. Đây anh em, nhiều anh em cứ sợ là khi sơn là người ta làm màu, làm mè hay là làm cái mẹ gì đây nó mới được cái màu đẹp như thế này. Thì chia sẻ mọi người nó chả có cái màu gì cả. Đây là cái sơn này, nó bong ra rồi đây này. Đấy, bong cái sơn này đấy mà mọi người nhìn màu bên trong. Nó vẫn thế thôi, nó có thay đổi cái gì đâu. Nên là các bác đừng có đắn đo hay là suy nghĩ mà bảo làm màu làm mè đâu nha. Tất cả đều là gỗ tự nhiên hết. Khi bán sơn ngót một cái là nó lên được màu đấy luôn này. Nói khó, nói thì rất là khó. Các anh em là cứ va vấp vào đồ gỗ rồi để anh em sẽ biết. Cái đó thật. Cứ va vào lần rồi cũng biết còn nói. Câu chuyện nói thì nó vô cùng. Có thể có anh em tin, có thể có nhiều anh em bảo nói điêu. Là bình thường. Rồi, tiếp theo cái này nên bán đầu tháng nha. Đây là đầu tháng, bán kỷ niệm cho anh em. Để nó thu nhập của bán được kiếm một chút công thôi, xin các bác một chút lọc thôi nhá. Đây là xin một chút lọc thôi mọi người nhá. Xin một chút lọc thôi chứ không có gì cả. Đặc xịt nhá, đặc xịt nhá. Đây chú chó đầu tiên, đây là một chú chó chắc. Và đây chia sẻ mọi người, đây là hàng em gỗ chọn, đây là sụn chắc đỏ đen, hàng sụn chắc đỏ em phải chọn hàng sụn em làm nhá. Đế đây đấy, uy tín chưa? Và chắc chắn hàng ngày này sẽ không có chắp ghép cái gì rồi. Ở dưới là đục tỉa một cái thảm. Cái này anh em mua để bàn này, vân này. Ui trời, đây hàng chun mà. Chun đỏ mà. Còn đây con số 1 nhá. Đây này, ui giời. Cái màu tự nhiên anh em nhé. Cái chỗ này nó ra cái phần da gỗ nó như cái phần đế này. Nó ra cái da gỗ đây này. Thì nó sẽ có cái màu đen này. Còn cái này đục, khi mình đục vào nó sẽ ra màu đỏ. Đục vào thì nó sẽ ra màu đỏ mọi người nhé. Đấy, kỷ niệm cho một bác nào, hai bác nào nhanh tay nhé. Con số 1 này. Còn lại em bán là rẻ nhất, nó là tầm khoảng 1.2.000 đến 1.3.000. Bởi vì cục phôi này là phôi chọn này, đặc này, nó đã rơi vào tầm khoảng dao động tầm khoảng 500-600.000 tiền phôi, công cán một nữa, sơn si một nữa. Công thì chắc chắn là không dưới 500.000 công rồi. Cao 20, rộng 20, sâu 14. Cao 20, rộng 20, sâu 14. Chú số 1 này này. Giá vừa bán, vừa kỷ niệm, vừa khuyến mại anh em. Anh em nhá. 1.190.000. À 1.180.000 đi. 1.180.000 nhá. 1.180.000. Số 1. Ôi này. Hàng cam kết chất lượng anh em cứ yên tâm, số 1. Anh em chốt còn nào thì book còn đấy nhá. Số 2.
Ủa này vân đẹp chưa? Chắc mà cái vân thôi này. Đây vân tự nhiên nhá, chứ không ông nào vẽ cái vân như này đâu nhá. Không nào vẽ đâu. Ây, úi giời, vân này cái chắc đỏ của mình. Ui, chun hết anh em nhìn chưa? Đỏ em toàn chọn chun em làm thôi. Bởi vì đây là em mua những cái gỗ này, nó là những cái phần gốc, không là cắt này, cắt lấy những cái phần đặc mình làm, nên là nó sẽ có chun, nhưng không phải hàng thân. Cái hàng thân và hàng cành, anh em hình dung chưa, cái hàng gỗ thân và gỗ cành của gỗ Thái Lan ấy, thì nó không bao giờ có chun như này. Đúng là nó có chun như này, đó là hàng thân hàng cành. Nó cứ thuôn thẳng như này này, nó cứ thuôn thẳng như cái bơm ấy, như cái bơm ấy, tức là hàng thân hàng cành của đây này. Hàng này là hàng gốc. Chun hết mà. Con này đẹp lắm nhá. Con này cũng rất phê này. Vẫn đang đóng hàng này mọi người. Tầm này là 8 giờ tối vẫn đang đóng hàng. Rộng là 23 này. Rộng 23. Sâu 16. Và cao là 15. 1180 nhá, hai em. Hai em cún. À tuyển chọn nhá. Mọi người đừng so sánh với những cái hàng hàng kia, nó kho khổ thân em lắm, bởi vì gỗ không có chọn. Nhiều khi nói thì nó rất khó, nhiều anh em chẳng tin đâu. Nhưng mà mình ấy thôi. Mình cho đưa đến cho mọi người cái giá nó chuẩn chỉ và lấy chút đọc đầu tháng em. Rồi, tiếp theo em sẽ lên cho mọi người một cái sản phẩm này. Thì cái mức này thì chắc phải nhờ người bê, và cũng không biết là có bê lên được không. Đấy, không biết là có bê lên được không mọi người nhé. Đấy, chút em nhờ người, cái này chắc có 3 người về được. Em chút nha. Rồi em nhờ người về, cái này chắc phải hai bố con em chắc không bê được, em phải nhờ thêm vợ em, 3 người. Bước này khủng lắm, 3 người, một người bê đầu, hai người bê đít, nhấc lên thì lên được. Đợi chút mọi người nhé, anh em đợi chút. Anh em nào thích hàng khủng thì múc nhá, hàng khủng mà giá bình dân thôi, gỗ đẹp giá bình dân. Em đi đoạn là trên nửa trên, anh em đứng trên dưới. Quá lắm anh em ạ.
Chè này em đang phải đưa máy ra chắc phải cách tầm khoảng 3 mét thì mới hết được cái tổng thể của cái sản phẩm. Một bức đạt ma đứng nghề đục nguyên tác trên một cây gỗ hương. Đây nó giống như là một cái gốc cây luôn, cả một gốc cây luôn, cả một gốc cây luôn. Cái này nó to lắm. Cái này gần nó anh em làm một nhà có không gian to này, khoảng 7 ở cái chiều rộng. Nó có cái chiều rộng này, nó có chiều rộng rất là rộng luôn. Để em ngồi cái trước xem sao. Bây giờ nếu mà nhìn cối hành này gỗ hương tạ nó cũng thuộc hiếm này. Từ đầu năm này hôm nọ mới có một bức cao mà bức 20 mấy triệu đấy thì em bán rồi. Hôm nay là bức này thì nhỏ hơn, bức này thì anh em vừa tầm, giá nó cũng cân đối hợp lý lắm. Bức này em mua được cái phôi nó cũng hợp lý anh em ạ. Cao 1m26, cao 26. Anh em thích cái kỳ tầm khoảng 30 thôi. 30 hoặc cái kỳ 40, một cái kỳ 40 nữa thì là cụ lên tầm 1m6, 1m7. 1m7 là anh em để ở nhà vừa tầm. Chiều rộng cái này rộng là 58 gần 60 phân. Chiều sâu nó rất là sâu. Dày lắm. Dày là 55 phân, mình thôi mình đi 50 đi. Dày 50 đo từ nhiều cái đo này nó khó, đo từ đây xong rồi cái này nó chéo nó khó. Em lấy 50 đi. Cao 1m26 không kỳ, rộng là 58 và sâu là 50, đục liền khối. Đây có một chú nghe để thử sông. Cái này em sẽ lo qua một chút bởi vì ở xưởng nó bút. Đẹp lắm anh em. Liền khối nha. Cái này liền hết này. Đây là liền hết này. Đây liền hết này. Gỗ đặc ở trong này là không có bị thủng mọi người, trong này là đặc xịn. Giá em đưa cho mọi người rất mềm. Còn em cũng nhiều khi tất cả những cái sản phẩm trước khi em báo giá mọi người họ đưa ra đến cái giá thì em đều phải cân đo đong đếm rất là kỹ. To mới giá thị trường, trong là công cán thợ nhà làm, không tất cả mọi thứ là mình cũng đều phải cân đo. Chứ cái mồm thì suốt ngày mua là giá rẻ mà lại bán cho anh em đắt thì nó lại thành cái trò hề và trò cười. Thế nói thẳng luôn. Nhưng mà bây giờ thời buổi khó khăn và cạnh tranh nó rất là khốc liệt. Chứ bán đắt các bác biết ngay, em nói thật, bán đắt mọi người biết ngay. Không ăn được. Bởi vì là người ta cứ đưa ra cái giá cao ấy, xong rồi người ta lại hạ giá xuống. Anh em có chốt được thì hạ xuống. Nhưng mà làm ăn thì nó hơi kỳ. Mình nói nó một lời này các bạn, nói nó một lời. Em làm từ trước giờ em tất cả khách hướng đối với đến với em chỉ nói một lời. Và thậm chí nếu mà có thì cũng chỉ ra lòng cho được mọi người một chút xíu. Bởi vì là mình báo chuẩn rồi, mình cũng không muốn mất thời gian và cũng không hét. Em muốn em, chính bản thân em là phải tạo cho em một cái thói quen, đó là bán mềm và báo giá chuẩn. Đấy, phải tạo cho cái mình, cái bản thân mình cái thói quen như thế thì cái khách khứa của mình hay các bác người ta cũng có cái sự tin tưởng với mình, với cái giá mình đưa ra. Chứ nếu mà cứ hét toán lên rồi thì để anh em lại xuống 1-2 triệu thì nó thành lúc đấy thì các bác mua hàng cũng thành thói quen và mình người bán hàng cũng thành cái thói quen. Đấy, cái người bán hàng thì có thói quen là nói vống lên, còn người mua hàng thì có thói quen là hạ thấp xuống. Nên là anh em cứ chơi vơi một thằng trên một thằng dưới, cứ chơi vơi thì nó rất là dở ơi. Đấy, nó rất là dở anh em ạ. Nên là thôi mình cứ đưa ra giá công khai mà chuẩn luôn. Nó thực ra là nó rất là khó. Bởi vì là người bán hàng nhiều khi người ta cũng muốn báo chuẩn lắm, nhưng mà nhiều khi các bác cứ thích mặc cả. Nên là người ta lại cứ nói vống lên, xong là anh em mặc cả. Đấy, nên là nó cứ thằng trên thằng bên dưới, hai thằng cứ tranh cãi nhau. Nên là rất là khó. Nhưng mà em Minh thì đến với em Minh các bác yên tâm, em sẽ cố gắng từ trước xuyên suốt bao nhiêu năm làm nghề. Em đã có tâm niệm một điều là bán giá vừa phải và chuẩn giá để anh em không phải mặc cả. Và khách hàng đến với em Minh cũng sẽ tạo thành thói quen là mua chuẩn giá. Chứ còn em là mọi người, anh em đi mua đồ gỗ đâu thì chắc 10 xốp thì 9 xốp mà nói thách, chứ không ông xốp là nói chuẩn đâu. Đấy, bên em tất nhiên là nó vẫn có một tí xê dịch cho mọi người, nhưng nó chỉ là cái da lọc thôi. Chứ còn anh em bảo là ví dụ như pho này là
ví dụ như phòng này báo 20 triệu chẳng hạn, đúng không? Anh em mặc cả vô tư bét tét nhảy, ngày mai có thể bán 15 triệu vẫn được cơ mà. Nhưng mà không làm như thế, làm thế nó mất hay. Mình bảo chuẩn luôn anh em ạ. Nhưng mà giá hôm nay thì đây gỗ đặc, để hương Gia Lai nhá, anh em nhìn là chất là biết mà. Đây cái này tất cả đều là liền đây này anh em ạ. Cái nón này cũng là liền, bộ giày đấy anh em nhìn này, anh em nhìn trên người này, anh em thấy là nó nhiều gỗ như thế này. Đấy, nhiều gỗ như thế này. Giá thì thật mọi người nó cũng rất là mềm. Thế anh em nghe phát giật mình một chút được luôn. Em chỉ xin mọi người chút công ngày mùng 1 thôi. Mùng 1 em muốn trôi hàng đó mọi người, em không muốn lấy thách được. Đấy, và em cũng chưa bao giờ lấy thách ai bao giờ cả. Đấy, nên là các bác đừng phải lo lắng linh tinh gì cả. Mùng 1 giá cũng mềm hơn ngày bình thường. Ngày bình thường giá nó mềm, nhưng ngày mùng 1 lại còn mềm hơn nữa. Đục móc hết ra, đây con nghe gỗ. Để hàng gốc hương này, anh em yên tâm một chất phôi này đi. Tuyệt vời nhá. Nguyên gốc mà. Này sẽ không quay được mặt sau đâu, em sẽ quay qua này thôi. Anh em thích thì mai chụp cho cái mặt sau nó dễ nhá. Bởi vì giờ cái bàn xoay này nó không quay được, nó bị nó nặng quá. Đây này, nguyên cái gốc cũ gốc. Đấy. Anh cứ yên tâm, hàng đẹp hàng to mà. Bước này chắc còn phải là giờ là lặng hơn đã không? Qua rất là nhiều anh em hỏi bước này nhưng mà nó nặng quá em không bên được, bây giờ quay clip luôn cho anh em ạ. Em xin báo giá luôn cho mọi người bước này, cái giá cực kỳ mềm mại, anh em nghe phát xúc luôn nhá. Em Minh chỉ xin đưa đến cho mọi người cái giá của bước này là 12.500.000 không ship. Anh em mua được ở đâu giá này? Chắc chắn là không mua được, khẳng định luôn. 12.500.000 không ship. Em chỉ xin mọi người cái mùng 1 đầu tháng xin rất là ít. Còn bình thường đúng ra bước này thì đúng ra nếu mà được đặt công ấy thì phải tầm khoảng trên 13 triệu. Tầm trên 13 triệu, đặt công là trên 13 triệu. Và bước này thì em chỉ giao cho mọi người là 12.500.000 giá ngày mùng 1 và cơ hội cho anh em xúc luôn mọi người nhé. Bước này em chỉ xin mọi người đâu đó đến một cái bức to như này ấy, người ta bán người ta phải nãi ít nhất tầm khoảng 1.500.000. 1.500.000 hoặc có nơi người ta quất nãi 4-5 triệu, 10 triệu nên mới có giá 20 triệu. Đấy, nhưng em Minh bước này ngày mùng 1 em chỉ xin mọi người ít lắm, đánh đầu thôi anh em ạ. 12.500.000 nhá. Anh em nhanh tay quất điểm, quất luôn nhá, không ship đâu nhá, đừng bắt nó ship nhá cụ nhá, đừng bắt nó ship bởi vì là quá êm rồi. Về chưa, đẹp tuyệt vời, giá cũng cứ rất là mềm mềm. Xe cũng còn mấy bức to nữa cơ, chưa bê xuống được cơ, nhưng mà hết đàn ma to rồi. Trên xe vẫn còn một bức đặt ma song nghi rất đẹp, đục tư bầy khói lửa, nhưng mà to chưa bê xuống được, nhỏ hơn bức này, nhỏ hơn bức này. Đấy, đây nhà bây giờ đặt ma thì còn bức đặt ma song long này, cọc này. Em cũng không hiểu là một cái bức song long đẹp như thế này, đục kỹ anh em nhìn này, gỗ phê như thế này, đục hai dòng và liền nguyên khối, mặt trước mặt sau đều đẹp như thế này mà anh em còn năn tăn để anh em chơi cái hàng gì này, em nhìn đẹp như thế này. Anh em nào mai kết thì inbox Zalo nhá, để cho mọi người cái giá mùng 1 mùng 2 đầu tháng bước này, anh em nghe phát mùng luôn nhá, mình inbox Zalo đi, em sẽ để cho anh em cái giá này, xin mọi người 100-200 nghìn tiền công thôi, đục song long và liền nguyên khối. Hàng ngày để anh em có không gian nào đẹp anh em xúc về nha, anh em để nhá, không to lắm đâu nhưng mà gỗ đẹp lắm. Cộng cẩm chỉ chất hồng rực, đảm bảo em hứa với mọi người luôn, em hứa với anh em luôn, nếu mà không gian vừa anh em để vào và chắc chắn là với cái giá em đưa ra và khi mọi người bê về đặt vào hoặc nhận hàng thì chỉ có khen đẹp thôi, khen đẹp lắm mức này cũng chơi được đâu, hai dòng luôn. Ok nhá mọi người nhá, clip của em Minh xin dừng thôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc mọi người có một ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỷ, hạnh phúc, bình an, thành công. Thế thôi, cũng không có hy vọng là nhiều mọi người ạ. Thật sự là 12.500.000 thì đúng là quá tuyệt vời. Thật sự là hàng nhà làm ra mà anh em, nên là cứ bán cho anh em chơi thôi. Ngày mai chúng ta lại làm tiếp, hàng không thiếu, nó thẳng là hàng không thiếu.
đấy, nhưng mà những bước to này thì nó cũng hiếm, thi thoảng mới có, chứ còn hàng nhỏ thì nhiều. Hàng cứ tầm kích thước tầm khoảng 91 mét như này thì nhiều này, 1 mét thì đổ lại thì nhiều. Còn hàng mà trên 1m2, 1m3 như này mà với kích thước chiều ngang 60 như này thì nó cũng hơi hiếm một chút, không nhiều anh em nhé. Thi thoảng mới gặp phôi, và phôi phải hợp lý thì mới bán được giá này, chứ còn một phôi đắt thì chết tiền phôi này. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành em xin nút like mọi người nha. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em mọi người ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Chúc các tình yêu ngủ ngon.